chị Leo. Ở đây bốn người, cô dâu là đẹp nhất, bởi vì cô dâu mặc cái áo đầm thường lè. Cái này là màu hồng lạc, không phải thường lè. Ai bạn giới thiệu cho mình? Em á là tên là Dương Công Lộc, thì em là bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 1. Vợ em cũng là bác sĩ, hay Thanh Nhã Yến. Dạ, hiện em là bác sĩ làm theo chuyên ngành là sản phụ khoa. Có lẽ là hai người gặp nhau là ở trong bệnh viện Nhi Đồng phải không? Em với vợ em thì gặp nhau lần đầu tiên á, mặc dù là học chung trường nhưng mà lần đầu tiên tụi em gặp nhau là trên sân cầu lông của trường em, đó là một cái giải đấu. Thì em mới thấy là có một cô gái mặc dù là học trường y nhưng mà sao lại có một cái tướng rất là đẹp và rất là chuẩn. Bắt đầu em để ý từ đó, rồi em mới suy nghĩ là tại sao từ đó giờ mình lại đi kiếm ở ngoài nhiều quá, chi mình đã có cái chục cuộc tình nhưng mà không có ai giống như vậy hết. Xin lỗi, tức là lúc đó em bao nhiêu tuổi mà em đang có chục cuộc tình rồi? Lúc đó em chắc cũng chưa có lớn lắm, em chỉ khoảng 23 tuổi thôi. Trời ơi, 23 tuổi. Nó trải dài trong bao nhiêu năm? Trải dài trong khoảng có 2 hay 3 năm trường đại học của em, tại hao dữ à nghe. 3 năm mỗi yêu một chục cô dữ dằn à. Đó, ảnh thì ấn tượng em ban đầu vậy. Vậy thì em lúc đó là em có ấn tượng gì đó không? Tới bây giờ nghe ảnh kể thì em bắt đầu hiểu được là tại sao lúc đó cái linh cảm đầu tiên của em rất là đúng. Có nghĩa là khi em nhìn ảnh tới gần em á là em đã có cảm giác là ông này rất là banh. Dạ. Nhìn ngay cái nhìn đầu tiên là ảnh đã là bị loại ngay từ dòng gửi xe rồi. Tại vì không đẹp trai mà nhìn mặt lão quách trong trường học, biết là trên mình một lớp mà đi học rất lâu mà không thấy ảnh xuất hiện, vậy là biết là anh này cũng không có chịu khó học. Cho nên là em ấn tượng đầu tiên của em là em rất là ghét cái anh này. Rồi cái điều gì á mà làm cho em vượt qua được cái cảm giác ban đầu là người ta muốn ưa mình mà mình cứ cố tình để mình đeo đuổi? Cái đó là em nghĩ là em đã có một cái kinh nghiệm dày về vấn đề tình trường rồi. Thì chỉ có một cô gái mà ở trong trường y thì em nghĩ chắc không có làm khó được em đâu. Cách nào? Thì em sẽ lấy được cái số điện thoại rồi. Thì em cũng lên kế hoạch là bây giờ em quyết định là cứ đi theo rồi làm quen. Cũng được khoảng vài tháng thì em thấy được là thôi bây giờ mình phải quyết định là phải viết cái thư để mà tỏ tình. Và phải viết cái thư tỏ tình làm sao để cho là có một mà không có hai, tại vì mình là dân y mình phải viết, không có giống như là nhà văn, cũng không giống như nhà thơ. Có nghĩa là bác sĩ viết thư đó đúng không? Dạ. Dạ. Sao cái thư sao? Dạ, bức tâm thư này chắc cũng ghê gớm lắm mà. Em không hiểu là anh để bao nhiêu tâm huyết cho bức thư đó, nhưng mà khi mà em đọc cái bức thư đó là em chỉ có ôm bụng một cười nghiêng ngả thôi. Tại vì một cái bức thư tỏ tình mà giống như một cái CV xin việc nha. Không phải không? Một cái đơn xin việc á hả em? Dạ. Em mà đừng có nói là cái thư đó có Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do Hạnh Phúc nha. Em thấy chị là CV xin việc sao là nó giống như vậy. Thì cái mẫu là mẫu của một lá thư hành chánh. Và mở đầu rất là hùng hồn là anh sẽ nói cho em biết 5 lý do anh thích em. Wow. Gạch đầu dòng, 5 cái gạch đầu dòng. Thứ nhất là em xinh đẹp. Thứ hai là em giỏi giang. Thứ ba là em lễ phép. Thứ tư là em giỏi thể thao. Thứ năm là em hòa đồng với bạn bè. Chậm xuống hàng. Và sau đây anh sẽ nói 5 lý do em phải thích anh. 5 lý do gì? 5 lý do gì? 5 lý do là việc đầu tiên á, là em thấy được là em đã quen nhiều người nên em nghĩ là em đẹp trai. Mà em học y nên thành ra em là em học giỏi, mặc dù em không đi học. Coi như đẹp trai nè, học giỏi. Rồi nhà em á, là nhà có điều kiện, anh lễ phép với người lớn. Và cái quan trọng nhất đó là anh thấy em đẹp. Đẹp mà hai cái đẹp nó chụp vô nó sẽ hay hơn. Đẹp trai học giỏi của nhà giàu. Lễ phép. Lễ phép. Và biết chiêm ngưỡng sắc đẹp, đó. Biết thưởng thức cái đẹp. Là em vừa và cười và lúc đó câu kết. Câu kết là dạ, câu kết là chính vì vậy suy ra em sẽ phải yêu anh và anh thì đã yêu em. Còn thời gian khi nào thì em yêu anh thì anh không biết. Trời Giang trả lời. Rồi đến khi nào thì ở đây mới chấp nhận là chủ quyền thuộc bên này? Tới khi mà vợ em cho phép em về nhà gặp mẹ. Thì thật tình lúc đó em cũng thấy ngạc nhiên lắm, tại vì em quen nhiều lắm rồi mà chưa có ai kêu em về nhà gặp mẹ hết. Thì em cũng hơi lỡ rồi, cũng theo luôn, về nhà gặp mẹ luôn. Là sao em tự nhiên sao lại
đeo về gặp mẹ. Thật sự là em thấy anh này ảnh đeo bám dữ quá. Nhưng mà theo như em điều tra thì cái quá khứ của ảnh khá là hoành tráng, cho nên là em rất là sợ, không biết là ảnh có thật lòng hay không. Ừ. Thì em mới chơi một cái chiêu cuối cùng là bắt ảnh phải về gặp gia đình để coi mức độ nghiêm túc của ảnh như thế nào. Nhưng mà rốt cuộc là anh chị biết là ảnh đã làm cho cái chuyện đó nó cực kỳ nghiêm túc hơn mức em nghĩ luôn. Là sao? Dạ. Là cái sao? Bữa đó ảnh đến rất là sớm. Là lúc mấy giờ? Anh đến sớm là mấy giờ? Là 5 giờ rưỡi sáng. 5 giờ em phải dậy rồi. 5 giờ rưỡi sáng? 5 rưỡi sáng. Hồi đó em đi học chưa bao giờ em thức tới 5 giờ hết. Bây giờ phải đi thức 5 giờ. Thật ra là em có nhé cho anh biết á, là nhà em thường có thói quen là sáng dậy sớm để uống cà phê và nghe nhạc. Xong rồi mọi người sẽ đi làm, cho nên là thường thì giờ giấc sinh hoạt rất là sớm, thì ảnh mới canh ngay cái dịp đó anh đến luôn. Rồi sao nữa em? Chuyện gì xảy ra nữa? Rồi bắt đầu qua nói chuyện với mẹ thời gian thì em lại phải gặp lại một số chướng ngại từ gia đình của vợ em nữa. Đó là đầu tiên là em gặp anh vợ, thì em không biết là anh vợ anh lại có ý nghĩ gì với em không nữa, mà sau gặp em cái tự nhiên ra nói với em là bây giờ muốn quen em gái anh. Là phải thi đấu với anh ba môn thể thao phối hợp. Ba môn đó thì em lựa. Thì ảnh thấy em là sinh viên y, thành ra chắc thể thao em cũng dở, thành ra ảnh cho em lựa luôn. Thì em mới lựa là cầu lông và bóng bàn với bia. Thì cầu lông là em là ăn là cái chắc rồi, thì bóng bàn thì em cũng ăn, và đặc biệt là trong quá trình đi học y á là em đi đánh bia độ cũng sống rồi. Rồi sao thi? Cái ngày thi sao? Thì thi xong rồi em ăn rồi thì em mới qua được một cửa, rồi thì lại gặp tới một cái cửa là mẹ của vợ em mới bắt là bây giờ phải đưa vợ em về nhà, giống như là để cho ba mẹ em biết luôn. Có nghĩa là về nhà bên em lại. Em có cảm giác giống như là em với vợ em quen nhau là phải la làng lên cho hai gia đình cùng biết là hai này quen nhau nha. Đừng thấy nó đi với ai người khác là phải la qua la lại cho biết rồi đó. Rồi qua bên nhà ảnh thì sao? Thì cái ngày mà qua nhà sáng, ảnh nhà mà nghe anh hỏi nè, sáng sớm 5 giờ rưỡi em có mặc áo dài qua đứng trước nhà. Không, nếu mà đã vậy là phải 4 rưỡi. Sớm rồi, sớm hơn nữa. Nói chung là em có kinh nghiệm rồi, cho nên là em không có đến cái giờ đặc biệt như vậy, mà em tới một buổi chiều. Và buổi chiều đó tình cờ là cái ngày sinh nhật của bà ngoại ảnh. Thì bữa đó là gia đình tề tụ rất là đông đủ. Thì em cũng đến rồi gặp mọi người. Nhưng mà có một cái chuyện là tới bây giờ em nghĩ lại em vẫn còn thấy hồi hộp. Sao cưng? Là tự nhiên ảnh dẫn em lên phòng riêng gặp bà ảnh. Thì lúc đầu em nghĩ là bác sẽ hỏi thăm mình về gia cảnh sao, con học hành sao, thì em cũng đã chuẩn bị những điều đó rồi. Nhưng mà không, bác hỏi ngày tháng năm sinh, ngày giờ sanh, rồi bác nhìn mình từ đầu tới chân luôn, rồi bác sờ lỗ mũi mình. Sau rồi cái em lúc đó là em run bắn lên, là em không nói được gì hết. Thì lúc mà về em mới nhất định em hỏi anh cho bằng được là bác có ý gì. Thì ra là sau này em mới biết là bác biết coi tướng. Cho nên ngày đầu tiên gặp mặt là cô tướng liền vui. Bà nói con nhỏ này được đó, nhưng mà có một điều hơi phải suy nghĩ thôi. Đó là ba nói thấy ba không, thấy ở nhà ba làm sao. Ba rất là khép, rất là sợ mẹ, nói chung là ba rất là sợ vợ. Thì nếu mà con lấy cô bé này về thì có khả năng con sẽ giống cha. Ai dễ thương quá. Rồi coi như là bên ba em cũng đã đồng ý cô này, và má em cũng đồng ý anh này đúng không? Dạ. Rồi hai người đến bao lâu thì mới đám cưới? Dạ 3 năm sau khi quen. Wow. Dạ. 3 năm rồi mới đám cưới. Có nghĩa là mới cưới được đây 1 năm à? Dạ. Rồi sau khi đám cưới thì hai vợ chồng có phát hiện ra ở người vợ người chồng của mình có tật xấu gì không? Ông xã em á thì chỉ có một chuyện này thôi. Sau khi cưới về thì em mới phát hiện ra là anh ngoại tình một cách trắng trợn. Trời ơi, lớn rồi nghe. Rồi sao ngoại? Mà ảnh ngoại tình với một cái đối tượng á mà không đẹp hơn em nha, không có lôi cuốn hơn em, không có vui hơn em, mà ảnh ngoại tình. Ai vậy? Để giờ em nói. Ảnh ngoại tình với bệnh viện. Có nghĩa là anh nghĩa là đam mê công việc quá. Dạ, đúng không? Rồi. Có nghĩa là từ lúc cưới về tới giờ là 24/24, lúc nào em cũng nghe anh kể về bệnh viện hết á. Mà ông xã em á thì trực một tuần là đã hết 2 đêm rồi. Anh chị biết là vợ chồng mới cưới mà buổi tối mà ngủ không có ông xã thì buồn lắm. Cho nên là thường á, khi mà ông xã ra trực về nhà một cái á, là em rất là muốn thể hiện tình cảm với ông xã. Em hay rút vô ảnh. Nhưng mà ảnh thì ảnh rất là vô tình.
Nói là anh về anh mệt là anh không có quan tâm tới em nữa, anh cứ đi vô anh nằm xuống anh ngủ thôi. Ủa thì mà cái đó làm cho em cảm thấy rất là khó. Ngủ mà sao vậy? Thì nó ngoại tình đó em nghe. Nó lại vậy. Tại vì nó mệt nữa anh. Tại vì trực một đêm của tụi em nó là hầu như làm không có ngủ. Rồi em về rồi lại gặp cái cảnh vậy 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 thì thật sự á, lúc đầu á mình cũng cảm thấy có tội. Nhưng mà sau đó cái mình thấy không được, tại vì cứ vậy hoài cái mình mệt mình không có quan tâm được. Rồi bây giờ có khắc phục không? Thật sự thì em nghĩ là em cũng không phải là đòi hỏi quá đâu chị. Nhiều khi em chỉ cần một cái tin nhắn của anh trong đêm trực, hoặc là ảnh về ảnh kể cho em nghe hôm đó là ảnh như thế nào, hoặc là một cái câu nói là anh nhớ vợ hoặc là sao đó thôi. Em cần những cái điều rất là nhỏ. Thì chị nghĩ vậy nè, có phải lúc mà cái cảm giác của em á, ví dụ như là mình đi trực về mình mệt quá rồi đúng không, rồi á vợ mình cứ nhõng nhẽo thì em nghĩ là cô muốn cái gì mà lớn hơn đúng không, cho nên em cảm thấy mệt quá em chận cho rồi đúng không. Nhưng mà lúc đó là em cũng hiểu rằng vợ em chỉ cần á một cái nắm tay này hay là một cái hôn nhẹ thôi. Rồi sau đó em ngủ, cô cũng mãn nguyện, đúng không? Có một cái sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây, đúng không? Sự hiểu lầm không hề nhẹ. Có thì bây giờ nếu mà hiểu rồi thì vậy đi. Bây giờ mệt, thiệt là mệt đi. Chăng nữa thì cũng tắm rửa xong đó. Trời ơi, cục vàng, cục ngọc của anh. Trời nói được mới sợ. Đúng không? Em nghe là em rửa vậy cả. Cưng ơi, cưng. Honey ơi, anh mệt quá giờ anh ngủ nghe. Gặp lại em sáng mai, đúng không? Thôi, coi như là hôm nay đi quay chương trình xong, tối nay em thử mình ứng dụng coi như thế nào. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn anh chị.